Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tiếp theo trên kênh Phonu TV. Xin gửi tới các bạn những thông tin cập nhật về giá hồ tiêu mới nhất sáng nay, ngày 7 tháng 6 năm 2023. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn xem video trên kênh, hãy ủng hộ miễn phí cho kênh một like, đồng thời ấn nút đăng ký kênh, nhấn vào hình quả chuông để nhận được thông báo về những video mới mỗi khi kênh phát hành. Phonu TV xin chân thành cảm ơn các bạn. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, bình an và gặp nhiều may mắn. Thưa các bạn, giá hồ tiêu hôm nay ngày 7 tháng 6 biến động trên thị trường xuất khẩu ở Indonesia, tại thị trường nội địa có xu hướng giảm. Kết thúc phiên giao dịch ngày 6 tháng 6, cộng đồng hồ tiêu quốc tế tiếp tục niêm yết giá tiêu tăng ở Indonesia. Cụ thể, giá tiêu đen xuất khẩu tại quốc gia này tăng 13 USD trên tấn với mức tăng là 0,34%, nên giao dịch ở mức là 3.775 USD trên tấn. Trong khi đó, giá tiêu trắng xuất khẩu ghi nhận thời cảm muôn tóc tăng 21 USD trên tấn với mức tăng là 0,34%. Và lên giao dịch ở mức là 6.234 USD trên tấn. Tại Brazil, giá tiêu đen xuất khẩu duy trì ổn định với mức giá là 3.350 USD trên tấn. Trong khi đó, ở Malaysia, giá tiêu đen và tiêu trắng ổn định ở mức 4.900 USD trên tấn và 7.300 USD trên tấn. Giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít và 550g trên lít không có sự điều chỉnh trong phiên vừa qua. Mức giao dịch vẫn là 3.500 USD trên tấn và 3.600 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 81.600 đồng và 83.900 đồng 1 kg. Hiện giá tiêu đen xuất khẩu của Việt Nam loại 500g trên lít thấp hơn ở Indonesia với mức giá là 88.000 đồng 1 kg, nhưng cao hơn với Brazil là 78.000 đồng 1 kg. Đối với giá tiêu trắng xuất khẩu của Việt Nam trong phiên vừa qua, ghi nhận ở mức 5.000 USD trên tấn, tương đương với mức giá là 116.000 đồng 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, sau vụ thu hoạch tại Việt Nam, thị trường thế giới hiện đang hướng sự quan tâm tới vụ thu hoạch ở Brazil và Indonesia. Một báo cáo trong tháng 4 năm 2023 của Nespai Group nhận định sản lượng của Indonesia đang giảm với vụ mùa của Bangka và Lampung ước tính giảm 10-15% sản lượng, và sản lượng dự kiến của Indonesia hiện nay đứng ở mức 40.000 tấn, trong khi tiêu thụ nội địa khoảng 17.000 tấn và phục vụ cho việc xuất khẩu khoảng 20.000 tấn. Cũng giống như nhiều nông dân ở Việt Nam, Indonesia và Brazil, người dân đang chuyển hướng bỏ cây tiêu, chuyển sang trồng các loại cây khác có lợi nhuận cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, về tình hình giá hồ tiêu trong nước, sáng nay khu vực các tỉnh Tây Nguyên và miền Đông Nam Bộ, giá tiêu trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm 500 đồng trên 1 kg ở các địa phương. Theo đó, giá hồ tiêu sáng nay thu mua ở mức 71.500 đồng tới 74.000 đồng 1 kg. Ghi nhận tại hai địa phương là tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Đắk Nông, giá hồ tiêu được thu mua quanh mức 73.000 đồng 1 kg. Giá tiêu tại tỉnh Gia Lai sáng nay thu mua quanh mức giá 71.500 đồng 1 kg. Trong khi đó, tại tỉnh Phú Yên ghi nhận ở mức 71.600 đồng 1 kg. Tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, giá hồ tiêu sáng nay thu mua ở mức 74.000 đồng 1 kg. Giá hồ tiêu tại tỉnh Bình Phước sáng nay ghi nhận ở mức 73.500 đồng 1 kg. Và tại tỉnh Đồng Nai, mức giá là 73.000 đồng 1 kg. Thưa các bạn, trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu đạt 137.496 tấn với kim ngạch đạt 414 triệu USD. Giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt 3.011 USD trên tấn. Với mức giá này đã giảm đi 35% so với cùng kỳ của năm 2022 và đây là mức sụt giảm mạnh nhất trong gần 3 năm qua. Giá tiêu xuất khẩu lao dốc vì nhu cầu tiêu thụ trên toàn cầu giảm, áp lực từ đồng USD tăng. Bên cạnh đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed liên tục điều chỉnh lãi suất tăng khiến hoạt động nhập khẩu tiêu của nhiều thị trường lớn bị ảnh hưởng. Trong đó, xuất khẩu hạt tiêu sang Mỹ, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Ấn Độ, Đức, Hà Lan, Anh, Hàn Quốc liên tục giảm từ 20-70% trong nhiều tháng qua. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm cập nhật những thông tin về giá hồ tiêu sáng nay ngày 7 tháng 6 trên kênh Phonu TV. Chúc các bạn ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn.